Nếu may mắn gặp cây này, đừng vội chặt đi. Hàng nghìn người sống lại chỉ bằng 7 bài thuốc từ lá của nó. Dù là cây mọc hoang và được trồng ở khắp mọi nơi, song loài cây cúc tần này lại có thể kết hợp với các loại thực phẩm khác tạo thành bài thuốc cực kỳ hiệu quả. Cúc tần có vị đắng, cay, thơm, tính ấm. Do đó, chúng có tác dụng tán phong hàn, lợi tiểu, tiêu độc, tiêu ứ, tiêu đờm, sát trùng, làm ăn ngon miệng, giúp tiêu hóa. Bởi vậy, khi chữa trị các bệnh sau đây, bạn có thể dùng lá cúc tần dạng thuốc sắc, ngày uống 10 đến 20g hay thuốc sông. Đầu tiên, bài thuốc chữa nhức đầu cảm sốt. Khi bị đau nhức đầu cảm sốt, bạn có thể dùng lá cúc tần tươi 2 phần, sả 1 phần, lá chanh 1 phần. Cụ thể, bạn dùng mỗi phần khoảng 8 đến 10g, sau đó đem sắc với nước, uống khi còn nóng. Cho thêm nước vào phần bã đun sôi, dùng để xông. Ngoài ra, bạn có thể dùng lá cúc tần phối hợp với lá bàng và lá hương nhu sắc uống. Uống nước này có tác dụng chữa cảm sốt cực kỳ hiệu quả. Bài thuốc chữa đau mỏi lưng. Để chữa đau mỏi lưng, bạn có thể lấy lá cúc tần và cành non đem giã nát, hòa thêm cùng một ít rượu sao nóng lên, sau đó đắp vào nơi đau ở hai bên thận. Bài thuốc chữa chấn thương bầm dập. Khi bị chấn thương bầm dập ngoài da, bạn có thể nhanh chóng lấy lá cúc tần giã nát nhuyễn, sau đó đắp vào chỗ chấn thương sẽ rất mau lành. Bài thuốc trị thấp khớp đau nhức xương. Khi bị thấp khớp đau nhức xương, bạn có thể sử dụng rễ cúc tần 15-20g sắc nước uống. Ngoài ra, có thể phối hợp với rễ trinh nữ 20g, rễ bưởi bung 20g, lá đinh lăng 10g, cam thảo dây 10g sắc lấy nước uống. Bạn nên dùng bài thuốc này liên tiếp trong 5-7 ngày. Bài thuốc chữa căng thẳng. Khi bạn cảm thấy đau đầu do phải suy nghĩ quá nhiều, bạn nên áp dụng bài thuốc từ cúc tần kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác. Cụ thể, bạn nên dùng cúc tần 50g, hoa cúc trắng 50g xé nhỏ, đu đủ vừa chín tới 100g, óc lợn 100g. Cho cúc tần, hoa cúc trắng, đu đủ vào nồi, thêm 1 lít nước đun sôi. Tiếp tục, cho óc lợn vào, đun thêm 20 phút cho nhừ là ăn được. Bạn có thể ăn nóng trước bữa cơm chính. Ngày ăn 2 lần, ăn liền 1 tuần. Bài thuốc chữa viêm khí quản. Khi trị ho do viêm phế quản, bạn sử dụng 20g cúc tần già, rửa sạch, băm nhỏ, 2 nắm gạo, 3g gừng tươi, cắt nhỏ, 50g thịt lợn nạc băm nhuyễn. Tất cả những thực phẩm này đem nấu cháo chín nhừ, ăn nóng khi đói, ngày 3 lần, ăn liên tục 3 ngày sẽ đỡ. Bài thuốc chữa trĩ. Khi bị bệnh trĩ ghé thăm, bạn có thể kết hợp 4 loại lá thảo dược là lá cúc tần, lá sung, lá lốt và lá ngải cứu. Lấy mỗi thứ một nắm, thêm một vài lát nghệ. Tất cả các nguyên liệu đem rửa sạch, cho vào nồi đun lấy nước đặc. Sau đó, dùng nước này để xông hậu môn khoảng 15 phút, cho tới khi nước còn ấm thì ngâm trực tiếp khoảng 10 đến 15 phút nữa. Liên tục lau khô bằng khăn mềm. Thực hiện theo bài thuốc này 2 đến 3 lần mỗi tuần và kiên trì cho tới khi khỏi bệnh. Trong quá trình sử dụng sẽ thấy hiệu quả bùi trĩ co lại và dần biến mất. Chúc các bạn thành công.